Pixar Brand, đơn vị thiết kế logo, nhận diện thương hiệu và bao bì sản phẩm chuyên nghiệp. Pixar, Big Idea. Sẽ làm chuyến du lịch thật là hoành tráng, em chịu không? Thôi đi du lịch thì em làm biếng lắm. Nhưng mà anh sắp có tiền nhiều như vậy, bây giờ anh cho em tiền đi. Cho tiền làm gì? Em đi mua túi sách. Trời, hôm qua mới dắt em đi mua đống túi sách hiệu rồi, bây giờ em mua chi nữa? Ủa anh làm tiền nhiều làm gì? Sao anh keo thiệt bụng xỉn với em quá vậy? Thì hôm qua là hôm qua, mà hôm nay là hôm nay. Hôm nay nó mới ra mẫu mới, em mới xin tiền anh. Thôi không cho là thôi. Thôi. Trong thẻ còn mấy chục triệu nè, em lấy đi, muốn mua gì mua. Bây giờ đó, anh đi siêu thị mua cái gì về để nấu ăn đãi em ăn. Mình ăn mừng nha. Thôi. Anh nghĩ đi. Mấy cái món tầm thường anh nấu sao em nuốt được. Thôi anh nấu, anh tự ăn đi. Nhưng mà em nghĩ á, anh có tiền nhiều như vậy á, anh nên đi nhà hàng ăn uống đi. Ăn mấy cái món tầm thường nó miết em thấy. Nhưng mà hai vợ chồng mình ở nhà nấu ăn chung một bữa ăn chung trong gia đình vậy nè, nó ý nghĩa hơn, nó ấm cúng hơn. Trời ơi, thời đại nào rồi mà còn nấu ăn hôi hám mì dầu. Thôi, em không quen đâu. Thì bây giờ anh lỡ có hẹn với Vân rồi, chúc Vân nó qua đó. Anh hẹn nó, em không có hẹn nó. Vậy thì hai người cùng ăn đi. Chứ em không có ăn, em mà nói em không có muốn ăn những cái món bình thường như vậy. Anh hai, chị hai. Vâng. Chị hai, anh hai với cả em ấy ngày mai kiếm thật lớn lắm. Anh hai đã kể với chị chưa? Rồi, anh hai mới nói chị nghe. Anh mới rủ chị hai em rồi, mà chị hai em không có chịu đi. Đi đi chị ơi. Chị lỡ có hẹn với bạn chị đi mua sắm rồi. Thôi hai anh em ăn đi, chung gu với nhau mà. Nha, thôi chị có hẹn chị đi nha. Hai anh em ăn đi. Vậy thôi hai anh em mình đi ăn nha. Hay là thôi, để em đổ cái gì cho anh ăn. Em đổ nhanh lắm. Nhưng mà không sao đâu, anh đợi em chút nha. Dạ alo. Dạ có phải anh Tâm không ạ? Dạ em là Tuấn đây anh. Cái hợp đồng mới của mình thì sao anh? Anh ơi, alo. Tôi hiểu cho anh, ai hiểu cho tôi. Làm ăn thua lỗ,
đó là chuyện của anh. Do anh vô dụng, bất tài. Còn chuyện shopping, tôi lỡ hẹn với bạn bè rồi, giờ không tới có phải mất mặt không? Em đừng có vậy được không? Bây giờ anh đang lâm vào hoàn cảnh bế tắc như vậy nè. Em lúc nào cũng tiền hết. Mà em không lo cho anh sao? Anh là chồng của em mà. Sắp tới á, nếu mà không ổn, anh phải bán căn nhà này trả nợ. Cái gì? Anh làm anh thua lỗ xong anh sản. Nhà này là tôi đứng tên, hãy cho anh bán. Mà bây giờ nếu không bán trả nợ thì anh phải ở tù đó. Số nợ lên đến hàng chục tỷ đồng nữa, em biết không? Đó là chuyện của anh, không biết. Thôi được rồi, bán thì bán. Nhưng mà tôi nói trước nha, tiền nhà là chia đôi á. Sắp tới tôi cũng cần sắm ít đồ. Giờ anh không có tiền cho tôi thì bán nhà cũng được. Em, chị hai, chị nói gì kỳ vậy? Anh thấy đang gặp khó khăn mà chị đòi chia tài sản là sao? Ủa, chuyện làm ăn thua lỗ là của hai anh em, sao bác chị chịu khổ chung? Nhưng mà anh hai là chồng của chị mà. Với cả tất cả mọi người biết là tất cả tài sản này đều là anh hai gây dựng nên. Chị đâu có phụ gì anh hai đâu. Thì dám nói chuyện với chị vậy hả? Thì của chồng con vợ, bán nhà chia đôi là đúng rồi. Nhưng mà em muốn bán tài sản để chị đâu phải không? Đúng. Nhưng mà anh là chồng của em, anh đang gặp khó khăn mà phải hiểu cho anh chứ. Hiểu cho anh? Ai hiểu cho tôi? Bây giờ tôi lỡ hẹn với bạn bè nè, không có tiền để đi nè, tụi nó cười vô mặt tôi nè. Tự nhiên hai người làm ăn thua lỗ, bắt tôi khổ chung. Thôi, anh hết giá trị lợi dụng đối với tôi rồi. Tôi trả anh về cho nó đó. Chị hai, chị nói gì kỳ vậy? Em nói gì là sao? Có cái gì đâu mà giấu con nhỏ này. Thật ra, người chát chết với anh thâu đêm thuốc sáng là nó, chứ không phải tôi. Tôi không có rảnh. Vâng, chuyện này là sao em? Trời ơi, cái con này. Nói chung á, người á mà hâm mộ anh, khen anh đẹp trai, tài giỏi là nó chứ không phải là tôi. Thật ra tôi lấy anh cũng chỉ vì tiền thôi. Bây giờ anh không có tiền nữa, đi. Tôi sẽ ký và tiền tôi sẽ được chia đôi cho anh. Bye bye. Chị hai, vâng, em ngồi xuống đây. Em ngồi xuống đây. Mọi chuyện có đúng với chị hai em nói. Em nói thật cho anh biết đi, chuyện này là như thế nào? Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này. Nhưng mà chỉ là em ngưỡng mộ vì anh tài giỏi thôi. Vậy nên là khi mà em tốt nghiệp xong, em đã nhờ chị hai xin anh để cho em làm trợ lý. Em thực sự xin lỗi. Chị nên lỡ rồi. Anh cũng cảm ơn em đã dành cho anh sự ưu ái. Anh đừng lo. Em ở đây tự nguyện vượt qua cùng anh mà. Nhưng mà này, anh cầm lấy đi.
bán căn hộ của em thôi. Tại em đang khó khăn, anh cứ dùng trước đi. Nhưng mà tại sao em làm cái này không nói cho anh biết? Em tin là anh sẽ vượt qua được. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Được rồi, anh sẽ cùng em cố gắng vượt qua. Chỉ cần em ở bên cạnh anh là em hạnh phúc rồi.